Mình xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình mời cả nhà cùng múc bang với hai mẹ con em sò huyết, sò bơ tỏi nha cả nhà. Con xin chào ông bà cô chú nha. Ngày hôm nay con với mẹ con sẽ ăn món sò huyết, sò bơ tỏi. Em mời cả nhà cùng bà bé thì em là món sò huyết, sò bơ tỏi nha cả nhà. Thì em cũng đã cho dầu nóng cho em sò bơ tỏi vô. Cái món này mình phải cho tỏi nhiều mới ngon. Giờ mình sẽ cho bơ vô cả nhà. Giờ mình cho sò huyết vô luôn nha cả nhà. Mình đã hoàn thành sò huyết sò bơ tỏi nè cả nhà. Mình xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình mời cả nhà cùng múc bang với hai mẹ con em sò huyết sò bơ tỏi nha cả nhà. Con xin chào ông bà cô chú nha. Ngày hôm nay con với mẹ con sẽ ăn món sò huyết sò bơ tỏi. Xin mời cả nhà nha. Con mời ông bà cô chú ăn nha. Cả nhà. Lâu quá. Bồi dưỡng cho Ngọc này nó ốm cả nhà. Bên trong lúc này sò huyết mình mua rất là tiện, cả nhà người ta xịt đồ sạch sẽ hết á, không còn như mình về mình cái dài các bạn. Mời cả nhà nha. Sò huyết mình lúc bơ thấm có để dưới chị không? Bánh
Ngọc nó hay nói đang quay đọc lại với cô chú tầm đang quay á Ngọc. đang quay. Thôi thì video của hai mẹ con em múc ba xào huyết đến đây em xin kết thúc nha cả nhà. Em xin chào cả nhà, hẹn cả nhà những video sau nha. Bye bye, xin chào cả nhà.